Sau khi Iraq xin rút lui không tham dự trận giao hữu với đội tuyển quốc gia Việt Nam vì dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tìm được đối thủ mới cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, đó là đội tuyển Kyrgyzstan. Thông tin này được VFF xác nhận vào ngày 19 tháng 2. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam và Kyrgyzstan có cơ hội đối đầu nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội bóng đến từ Trung Á đang đứng thứ 96, chỉ kém Việt Nam 2 bậc. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đang có 1.258 điểm, hơn đối thủ 18 điểm. Kyrgyzstan là một đội bóng trẻ trung và giàu tinh thần thi đấu. Họ sở hữu lực lượng có độ tuổi trung bình khoảng 25. Các tuyển thủ quốc gia Kyrgyzstan hầu hết đang thi đấu ở các câu lạc bộ trong nước. Một số cái tên đầu quân cho đội bóng ở các quốc gia Belarus, Indonesia, Đức hay Bangladesh. Ở vòng loại World Cup 2022, Kyrgyzstan nằm ở bảng F với sự góp mặt của Nhật Bản, Tajikistan, Myanmar và Mông Cổ. Họ giành được 7 điểm sau 5 trận đấu, bằng điểm số với Tajikistan nhưng hơn về mặt hiệu số. Theo lịch dự kiến, trận giao hữu giữa Việt Nam và Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 3 tại miền Nam. Địa điểm vẫn chưa được quyết định, VFF đang đợi ý kiến của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hai địa điểm được xem xét gồm sân vận động Thống Nhất hoặc sân vận động Gò Đậu. Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 21 tháng 3. Sau khi kết thúc trận giao hữu với Kyrgyzstan ngày 26 tháng 3, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lên đường tham dự trận đấu quan trọng với Malaysia tại Bukit Jalil vào ngày 31 tháng 3. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận được thông tin đầy tích cực khi Phan Văn Đức nhiều khả năng có thể ra sân tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3 tới. Tiền vệ này đã trở lại tập luyện cùng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An từ tháng 1. Chia sẻ với truyền thông, Phan Văn Đức nói: "Tôi sẽ cố gắng để thuyết phục huấn luyện viên Park Hang-seo gọi tôi trở lại đội tuyển vào tháng 3 tới. Lúc này, tôi đã hồi phục khoảng 90% thể lực, thời điểm ngày 21 tháng 3 tập trung. Hy vọng tôi sẽ chơi tốt hơn nhờ có vài trận V-League trong tay. Tôi thấy cảm giác bóng đã tốt hơn và chơi khá tốt trong những trận đấu tập nội bộ ở Sông Lam Nghệ An. Tôi đang kiên nhẫn chờ các trận chính thức. Mục tiêu của tôi là cố gắng để không bị chấn thương và thể hiện thật tốt để thầy Park gọi lại." Về phía đội tuyển Malaysia, họ sẽ có trận đấu giao hữu với Bahrain vào ngày 21 tháng 3 tới đây. Điều này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Tan Chang Hue có lợi thế hơn so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại bảng G là Việt Nam, khi có cơ hội thử nghiệm chiến thuật trước khi trận đấu trên Bukit Jalil diễn ra vào ngày 31 tháng 3.